Tiếp một trận đấu đã bắt đầu. Manucci. Hoàn. Julio Baptista. Và cả bá rất tốt. Tình huống khá nguy hiểm. Mất bóng. Montera. Mất bóng. Pizarro. Thông vai. Cơ hội. Và bắt bầu rất tốt. Và phối hợp không tốt. Pizarro. Và sát rất kịp thời. Sút bóng. Cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc. Chúng ta đang theo dõi một trận đấu. Pizarro. Cơ hội. Montella. De Rossi. Tình huống khá nguy hiểm. Sút bóng. Sẽ có một phút bù giờ. Tiếng còi đã cất lên. Rất may là anh đã không phải nhận thẻ vàng. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc hiệp một trận đấu. Nhìn chung trong hiệp một của trận đấu, hai bên đã chơi nhanh và cũng đã tạo ra những cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Như vậy hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Julio Baptista. Ta xử lý tỉnh táo. Có hàng trống.
không có ai. Một cú phá bóng lên. Rất khéo léo. Rất nguy hiểm. Quả đá phạt góc. Chuyền vào. Vào. Cuối cùng thì bóng đá có bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tỷ số của trận đấu đang là 1-0. Một pha can thiệp rất đúng lúc. Chuyền vào. Không được. Để Rossi. Sút ra. Pha bắt bóng chuẩn xác. Pizarro, Montella, pha cắt bóng rất tỉnh táo, chuẩn bị có sự thay đổi người. Rất nguy hiểm. Đó là một quả phát bóng lên. Cả hai bên đều có sự thay đổi người. Ngoan. Messi. Đây là phút thứ 84. Montella. Totti. Julio Baptista. Dứt điểm. Tình huống khá nguy hiểm. Vẫn còn. Không chuẩn xác. Rất tốt. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Chào.